Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại nút giao quốc lộ 51 và đường DT769. Hôm nay em sẽ hướng dẫn quý vị khách hàng hướng di chuyển về dự án Century City. Nếu mà quý vị khách hàng từ hướng thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì mình di chuyển theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tới nút giao quốc lộ 51 thì mình rẽ trái vào. Di chuyển thẳng thì quý vị khách hàng sẽ gặp ngã tư đường DT769 và quốc lộ 51. Sau đó mình rẽ phải vào nhé. Vị trí mình đang đứng đây là đường DT769. Thì bây giờ nếu mà mình rẽ trái về hướng Dầu Dây thì mất khoảng 3 km nữa là tới dự án Century City. Còn mình rẽ phải về hướng huyện Cẩm Mỹ thì vừa chui qua cái hầm của đường cao tốc kia thì là tới sân bay quốc tế Long Thành. Và bây giờ mình sẽ dùng flycam để mà quay toàn cảnh sân bay quốc tế Long Thành cho quý vị khách hàng cùng xem nhé. Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Sân bay quốc tế Long Thành tọa lạc ngay huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km về hướng đông. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với công suất lên đến 100 triệu hành khách trên một năm khi hoàn tất cả 3 giai đoạn. Century City có tổng quy mô là 49,8 hectare do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận lợi làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh là đơn vị phát triển và phân phối độc quyền. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường DT769 và đường Cầu Mên thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án được chia thành 3 phân khu gồm 2.128 sản phẩm, shop house, nhà phố liên kế và biệt thự. Với giá bán chỉ từ 19 triệu đồng trên 1 m², ngân hàng OCB hỗ trợ 70% trong vòng 20 năm. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 8 tháng đầu. Dự án Century City với những điểm nhấn chính như trung tâm thương mại và hội nghị Century Palace có tổng quy mô là 1,2 hectare. Công viên kỳ quan kiến trúc thế giới Century Park có tổng quy mô là 2 hectare, thì chủ đầu tư tái hiện những kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới như Điện Kremlin của Nga, Đền Pantheon của Ý, Nhà hát Opera Sydney của Úc, Tháp nghiêng Pisa của Ý, Tượng Nữ Thần Tự Do của Mỹ, Đền Taj Mahal của Ấn Độ, trò chơi vòng quay người gỗ và quảng trường 12 cung hoàng đạo. Nếu quý vị khách hàng nào quan tâm về dự án và muốn đi xem thực tế cũng như là chọn cho mình những vị trí đầu tư tốt nhất, ok nhất thì hãy gọi về cho em theo số điện thoại 0933 22 34 84 0337 22 39 79. Và nếu thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.
Podcast.